thì Dương xin kính chào quý vị là đầu tiên cho Thùy Dương gửi lời chào là chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị ha mấy hôm nay Thùy Dương thấy trên Facebook á anh chị em share rất là nhiều thông tin nói về việc dư luận viên á tấn công dồn dập vô một cô bé là người Việt nhưng mà quốc tịch úc cô bé có tên là Honey Phạm Ngọc Hân đó thì cô bé là một trong những thành viên của nhóm nhạc K-pop của đại hàn À, trước khi mà đi vào phân tích sâu à, cái à, cái nội dung này đó quý vị à, Thì à, Thùy à, Dương thấy um, một nick Facebook có tên là Nguyễn Trường Sơn Có một cái bài viết khá là hay Với cái à, à, tiêu đề là thật là kinh hải Ban tuyên giáo chắc thấy bọn trẻ bắt đầu chú ý tới nhóm New Jeans ở bên hàng Đã thấy trong nhóm đó lại có cô bé Honey người gốc Việt dễ thương với gia thế nhạy cảm Thế rồi cuốn cùng ra lệnh cho lực lượng dư luận viên tấn công cô bé đến mà tội nghiệp. Bao gồm việc đào tạo, bao gồm việc đào mộ họ hàng, hàng hóc, lôi hình ảnh gia đình nhà người ta ra. Rồi xét lý lịch, nữ cười nhất là cáo buộc cô bé che giấu lý lịch gia đình. Chẳng là gia đình cô bé đó có gốc gác là thuyền nhân. Sau khi qua Úc định cư thì vẫn tiếp tục duy trì nguồn gốc bằng cách treo cờ vàng. Có lẽ bất cứ người bình thường nào nhìn vào làn sóng đấu tố và tẩy chay nhầm vào cô bé tội nghiệp này thì đều sẽ thấy nó vô lý và vô luật. Bởi cô bé mới có mười mấy tuổi, sinh năm 2004, thế nhưng lại bị quy trách nhiệm lịch sử của những việc xảy ra cách đây hơn một nửa thế kỷ. Thông qua việc này, chúng ta có thể thấy mấy điều sao về đảng cầm quyền. Thứ nhất là sự tự ti chỉ có những người hay nhóm người tự ti thì mới phản ứng gay gắt và bất chấp thủ đoạn nhắm vào một cá nhân nhỏ bé. Còn người tự tin thì sẽ không màng đến công kích ai. Chứ đừng nói là vận dụng cách thức đê tiện để mà bôi bẩn thành danh của người khác. Thứ hai là sự lương lẹo. Tuy ngoài miệng thì ra rã, hòa hợp hòa giải dân tộc. Nhưng đằng sau thì ngắm ngầm, tấn công, triệt hạ bất cứ ai có liên hệ với chế độ cũ. Nó cho thấy diễn ngôn hòa hợp, hòa giải chỉ là xảo ngôn, không thực tâm. Thứ ba là tính rừng rú. Chúng ta đang sống ở năm 2023, thời điểm mà thế giới đã giao thoa đến cái độ biên giới quốc gia này đã ly mờ. Các nền văn hóa đã hòa vào nhau, thế nhưng đảng cầm quyền vẫn muốn giam hãm Việt Nam ở trong cái hang u tối bằng cách bài trừ bất cứ thứ gì mới mẻ chỉ vì chúng có thể động chạm đến quyền lực của chế độ. Theo dõi các trang Facebook ủng hộ chế độ trong mấy ngày nay sẽ khiến người ta cảm giác như đang sống trong thời kỳ cải cách ruộng đất vốn đã xảy ra cách đây 70 năm. Thật kinh hãi. Thì đó là bài chia sẻ của tác giả Nguyễn Trường Sơn. Còn đối với Thùy Dương thì cái sự nhìn nhận của Thị Dương như thế này. Vì sao nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại liên tục cho cái lực lượng của mình tấn công, công kích vào cái cô bé này? Mà quý vị biết rồi đó, tụi Cộng sản đó, một khi mà nó không có ưa ai, từ ngữ nó dùng cho người ta rất là bận. Và nó thấy cô bé này là một nhân vật nổi tiếng. nó Trong cái nhóm K-pop của Hàn Quốc mà anh chỉ biết rồi tuổi trẻ Việt Nam bây giờ nó rất là mê ca sĩ diễn viên Hàn Quốc nó mê dữ lắm mà tuổi trẻ Cộng sản chú tâm tập trung vào việc tuyên truyền nhằm vào giới trẻ tại vì sao những cái lớp người lớn đó những cái chú bác Việt Nam cộng hòa giờ này là gần như là họ già hết rồi và Cộng sản nghĩ rằng là chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi những lớp người việt nam cộng hòa này mất đi rồi đó thì những gì liên quan tới chế độ cũ những gì liên quan tới cái tội ác của cộng sản sẽ bị xóa bỏ và việc tuyên truyền của nó sẽ thành công nhưng mà một cái nhân vật một cái đứa bé nhỏ này nổi tiếng nhưng mà nó nổi tiếng không phải gia đình của nó là gia đình cộng sản không phải là gia đình bình thường trong nhà nó có treo cái lá cờ vàng mới chết chứ hồi nhỏ lớn nó nhìn thấy lá cờ vàng chứ nó không nhìn thấy lá cờ đỏ thấy bà rồi dụ không được nó rồi không mời nó về việt nam để tham gia những cái chương trình truyền hình được rồi cha mẹ của nó không có cho nó về việt nam để tham gia những cái chương trình để nhằm đẩy cái đảng cộng sản lên nữa chết rồi và cái hình ảnh cô bé nhỏ này đó một ngày nào đó đó cô đi ra quốc tế đó cô nói cái lá cờ đỏ đó không phải là cái lá cờ của cô mà cái lá cờ vàng ba và sọc đỏ mới là cái lá cờ của cô và gia đình của cô mới là lá cờ việt nam chết cha rồi bệnh miệng không kịp làm sao bệnh miệng nói được đây cho nên bây giờ làm sao tranh thủ vô đập liền đập cho tơi bời đập cho rên bời xuống ruộng nhưng mà dương nói với quý vị cái chuyện đập đó nhiều khi thì Dương cũng hy vọng là gia đình của cô bé trấn an cô bé. Tại vì cô bé còn quá nhỏ không biết ớt giáp về trường. Sinh năm 2004 tức có nghĩa là lớn hơn bé Hùng có 2 tuổi. Đó. Nó chưa có đủ cái hiểu biết về cái mua mô, mua mô cái chiêu trò của tụi cộng sản. Cho nên là thì Dương hy vọng rằng là gia đình đã quá giỏi trong cái việc mà giáo dục, dạy dỗ bé cô bé này. Thì cũng sẽ đủ cái sức để mà đưa cái cô bé vượt qua những cái tròn những cái chiêu đánh phá này của tụi cộng sản việt nam giống như là thùy dương nói với quý vị là cộng sản việt nam nó rất là sợ để cho người dân ở trong nước nhìn thấy cái lá cờ này sợ lắm cho nên là gần như ở trong nước ai mà cầm cái lá cờ này hoặc là mà nói về chế độ cũ việt nam cộng hòa ngồi nói lại là nó tìm cách nó bắt lên cho dù rằng đó là sự thật sự thật đến trần trụi nhưng nó không cho người ta nói. Nó muốn là sao quý vị? Để ý. nó giấu, nó muốn rằng là những cái thông tin này là không có được sống lại nữa. Mà không có được sống lại là ở trong nước thôi. Nó không cho người ta ngóc đầu lên thôi, nó không cho người ta nói thôi, nhưng nó vẫn âm ỉ. Ở tại Việt Nam á, cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam kết thúc ngày 30 tháng 4 năm 1975 nó là giải phóng. Nó thì nó là giải phóng. Nhưng mà người dân á, nhiều người là nạn nhân của đó thì người ta nói đó là ngày 30 tháng 4 đen. Cho nên á, cuộc chiến tại Việt Nam vẫn thật sự chưa kết thúc. Cái lá cờ vàng này chưa hoàn toàn bị mất đi, mà nó đang pháp phới ở tại nước ngoài. Và tôi Cộng sản Việt Nam quý vị tìm bằng mọi cách, dùng mọi ngân sách luôn để cho nước ngoài đánh phá. Thì Thùy Dương hôm nay Thùy Dương thấy chú Nguyễn Tất Phương ở bên Úc á có đưa một cái hình lên thì dương hết hồn đó thì dương đưa hình lên quý vị coi thì chú nói trời tưởng đâu trong việt nam ờ, đảng cộng sản việt nam nó dùng cái trò dơ bẩn mà ai ngờ ở nước ngoài nó cũng nó cũng chơi cái trò này đó là cái chiêu của tụi cộng sản nó dùng từ trước tới giờ mà người việt quốc gia đó thì không làm được những gì thằng cộng sản làm nói tới khúc này dư luận viên nó ham lắm nó mừng lắm tại tôi dương nói là người việt quốc gia không làm được những điều mà cộng sản làm từ từ những điều mà người việt quốc gia không làm được đó là gì họ không chơi dơ được họ không thể nào họ ném mắm tôm ném nước mắm ném những cái đồ hôi bẩn vào nhà của người khác được tại vì họ là con người có nhân cách con người có liêm sĩ và họ không có cái chủ mưu đi cướp của người khác họ là những người mang lại cái tự do cái hòa bình cho người khác bằng cái tình yêu thương của họ. Chứ họ không có chủ trương đi cướp và thống trị. Mà cái bản chất của đi cướp thì quý vị thấy nó có có tốt được không? Nó không có tốt. Cho nên đối với cô bé này á thì sao quý vị? Nó sợ. Nó sợ rồi đây cái lá cờ này cô bé sẽ đem cầm ra và nói với bạn bè của cô bé này. Thứ nhất là với bạn bè, thứ hai là khán giả tại vì cô bé là một người nổi tiếng đúng không rằng đây mới chính là lá cờ đại diện cho việt nam thì chết dở và khi cô cầm cái lá cờ vàng này lên mà ra ngoài quốc tế mà trình diễn hay biểu diễn gì đó thì bạn trẻ ở trong nước sẽ thấy lá cờ này chứ không phải thấy lá cờ đỏ đây là cái điều cộng sản nó sợ nó rất là sợ hồi trước quý vị biết không khi mà Thùy Dương sống ở tại Việt Nam 32 năm Và khi mà ra nước ngoài thấy Ôi, người bảo lãnh Thùy Dương Là người đứng bên lá cờ vàng và sọc đỏ Thùy Dương thấy lá cờ Thùy Dương hết hồn Sợ lắm Mặc dù biết rằng là cái xã hội Việt Nam Dưới cái sự lãnh đạo của Cộng sản Nó làm cho người ta nghèo thật Nhưng mà mình không có hiểu Cái lá cờ này Mà thằng Cộng sản nó rất là quý quyệt Ở chỗ là nó làm cho người ta đó Thấy cái lá cờ này tự nhiên cái sợ tự nhiên sợ nó ám ảnh từ trong trong tâm thức của người ta người ta sợ không biết rằng cái lá cờ này như thế nào tự nhiên thấy là sợ đứng bên cộng sản của không thích mà đứng bên lá cờ này cũng không muốn luôn cho nên có nhiều người tranh đấu đó quý vị họ tìm cách là phải tìm một cái lá cờ khác để họ đứng bên cái lá cờ đó mà bởi vì tìm một cái lá cờ khác vẽ ra một cái biệt biểu kiểu lá cờ khác thì chẳng khác nào giống như cái mặt trận dân tộc giải phóng miền nam dựng nên bởi cộng sản và nó dùng một cái lá cờ khác đó là cái lá cờ nửa xanh nửa đỏ ngôi sao vàng vào rồi cuối cùng thì bị cộng sản nó nắm nó gom về đó. cho nên tại sao nhiều người nói là thằng cộng sản á nó không có sự thật cho nên nó sợ những người sự thật những người chính nghĩa ha à, và khi mà quý vị để ý đi những cái video nào hoặc là những cái bài viết nào của thùy dương đó, mà thùy dương để cái cờ hoặc là thùy dương chụp hình có biểu tượng cờ vàng là nó vô nó nhảy nó nhảy dựng dựng lên Tại vì nó sợ Nó sợ người trẻ trong nước thấy cái lá cờ này Tại vì ở trong nước á, Dù nó đến bây giờ nha quý vị Ở tại Việt Nam á, Người Việt quốc gia rất là đông Còn rất là đông Tại sao tôi Dương biết Họ vô họ nhắn tin cho Thùy Dương hàng Hà trong, trong, trong Facebook nè Nhiều lắm Ngay cả những người chú bác lớn tuổi có Ngay cả những người bạn trẻ có Những anh chị có Họ vô nói là gia đình của anh chị là gia đình của quốc gia Gia đình Việt Nam Cộng Hòa nhưng mà anh chị không thể nào nói được như em Anh chị buộc phải im Và anh chị cảm ơn tụi em Ở nước ngoài đã lên tiếng dùm cho bà con ở trong nước Trong họ là lá cờ này Chứ không phải là lá cờ đỏ Miền Nam Việt Nam kể từ Năm 1954 ha Sau khi mà ký cái hiệp định Geneva Là thằng Cộng sản nó ký nha quý vị Tổng thống, Thủ tướng Ngô Đình Diệm Không có liên quan gì tới cái hiệp định này nha quý vị Thủ tướng Ngô Đình Diệm không có ký vào cái hiệp định Geneva chia đôi Việt Nam nha. Thủ tướng Ngô Đình Diệm chưa bao giờ có cái ý là muốn chia đôi Việt Nam ra làm hai hết á. Mà cái ý này là ý của Hồ Chí Minh. Dưới cái sự suối dục đẩy của thằng Cộng sản Tàu. Cho nên năm 1956 Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng yêu cầu là cố tổng thống Ngô Đình Diệm phải thực hiện tổng tuyển cử tự do thì lúc này là trong miền Nam là sử dụng lá cờ này nha quý vị Nhớ nha các bạn sinh sau năm 1975 Miền Nam Việt Nam sau cái hiệp định Geneva Là miền Nam Việt Nam sử dụng lá cờ này Và ngoài miền Bắc đó, thì sử dụng lá cờ đỏ ngoài sao vàng Từ năm 1954 trong miền Nam sử dụng lá cờ này Thì những người bạn trẻ đó có ông bà cha mẹ Thì hỏi thử coi coi thì Dương có nói đúng không Từ năm 1960 Cộng sản Bắc Việt tìm bằng mọi cách để mà tấn công hồng hồng để mà chiếm miền nam việt nam dưới cái tên là nước nam việt nam ha thì cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 dưới nhiều cái hình thức tuyên truyền chống phá và giết hại người dân miền Nam thì nó đã lấy được cái miền Nam Việt Nam và nó đổi cái lá cờ này thành cái lá cờ đỏ ngôi sao vàng. Và từ khi cái giai đoạn đó là bắt đầu dân tộc người dân miền nam việt nam bắt đầu sống một cái đời sống địa ngục không tin cứ đi hỏi không tin cứ đi hỏi người lớn có đúng không lấy cái video này của thùy dương hỏi có phải như vậy không có phải là người dân sống trong thời việt nam địa nhất là thời của cố tổng thống của đình diệm và thời của cố tổng thống nguyễn văn thiệu là người dân sống mà nhà cửa mở cửa ra không sợ ăn trộm ở vùng nông thôn người ta mở cửa người ta đi mấy ngày trời về đồ đạc vẫn còn nguyên không có bị sợ ăn còn bây giờ thì thử coi thậm chí là làm hàng rào mấy lớp nó cại cửa vô là nó cại ha để chúng ta thấy được cái thời nào nó tự do hơn thì cái việc mà nó tấn công vào cái cô gái trẻ gốc việt người úc này đó nhằm cái mục đích là gì để bôi bẩn và làm cho cô ta cảm thấy bị sỉ nhục và đây cũng là một cái cách nếu như cái cô này mà cổ uh, bị tấn công đột ngột như vậy cổ không hiểu gì hết có thể là cổ quay qua cổ cũng nói xấu ba mẹ cổ hoặc là cổ nghĩ xấu ba mẹ cổ tại sao ba mẹ không dùng cái lá cờ đỏ mà tại sao ba mẹ dùng lá cờ vàng để ngày hôm nay cái con đường của con đi gặp trở ngại để ngày hôm nay cái con đường của con đi gặp khó khăn nó tấn công riết nếu như gia đình không có củng cố không có trấn an cô bé thì có thể có những cái đấu tố trong gia đình xảy ra cho nên quý vị thấy không cái sự đấu tố giữa cha mẹ đó với con cái nó đã xảy ra trong cái thời hồ chí minh trong cái luật cải cách ruộng đất tới ngày hôm nay cũng vậy cho nên á, cái chủ nghĩa cộng sản mà còn thì như nói thiệt với anh chị còn, còn 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 lâu lắm mới có thể thống nhất được ý thức hệ giữa người việt ở trong nước và ngoài nước và thậm chí là giữa những cái gia đình mà đang sống tại Việt Nam. Tại vì cha mẹ thì sinh ra và lớn lên dưới thể chế Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất và đệ nhị sống với lá cờ này. Nhưng con á, thì sinh ra trong thời Cộng sản với lá cờ đó. Và con á, được học với cái máy trường xã hội chủ nghĩa thấy lá cờ đó là cái này đã có sự xung đột về ý thức hệ rồi. Xung đột ngay chính cả trong gia đình Việt Nam. Ở tại Việt Nam chứ không phải là tại nước ngoài. Rồi cái đó là ở trong phạm vi Việt Nam rồi bây giờ ra nước ngoài thì xung đột cái ý thức, cái nhận thức, cái hiểu giữa người Việt ở trong nước với người Việt ở nước ngoài. Rồi cái lớp trẻ ở trong Việt Nam đi ra nước ngoài lại bị xung đột nữa. Ủa sao ở trong nước tôi thấy cờ đỏ không? Ra nước ngoài thấy cờ vàng nó lại bị xung đột nữa. Cho nên cái đất nước Việt Nam nếu mà nói về đoàn kết sẽ rất là khó đoàn kết khi thằng Cộng sản còn. Mà cái sự thật nó nằm ở đâu? Cái sự thật nó không nằm ở phía Cộng sản cái sự thật nó nằm ở đây. Bây giờ thì dương nói đơn giản như thế này, nó luôn luôn nó tuyên truyền cái gì? Bởi vì Mỹ vào xâm lược Việt Nam, cho nên nó mới đi vào giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Nó dựng nên những cái câu chuyện rất là hay, nhưng mà hỏi là cái mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam được dựng nên vào thời điểm nào? Hỏi bao nhiêu bạn trẻ ở trong nước các bạn trẻ đã trả lời được không? không trả lời được Tại vì nó đưa vào trong cái đời sống của những người bạn trẻ là gì? Ăn chơi Những cái món tiêu khiển nó rất là lạ lùng Bạn trẻ không biết cái mặt trận đó là mặt trận như thế nào Cái lá cờ gì không biết Sử là hoàn toàn không biết không quan tâm Rồi Mỹ đến Việt Nam Lần đầu tiên cái quân đội của Mỹ đó Đến khi nào? Không biết Vì vậy cho nên các bạn không thể tư duy được Cái nào có trước cái nào có sau vì sao có cái sự việc Mỹ đến Việt Nam? Các bạn trẻ không có tư duy được. Mà cho dù có muốn tư duy, thì để làm gì? Nói ra thì bị bắt. Và chính cha mẹ của những đứa trẻ này cũng không muốn những đứa trẻ này nói những cái điều đó. Tại vì nói ra nguy hiểm tới con mình. Nhiều, nhiều người cha mẹ suy nghĩ như vậy cho nên thôi, 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 con đừng có nói vậy. Cái đó là cách phổ biến nhất ở tại Việt Nam Thôi thôi con đừng có nói vậy Và thế là chúng ta tiếp tay Cho cái sự dối trá nó tiếp diễn Từ năm này qua năm khác Và sự thật bị che giấu Qua nhiều chục năm Và trong đó có Thùy Dương nữa Và khi Thùy Dương đi ra nước ngoài Thùy Dương thấy Ôi trời đất ơi Cái sự thật mà mình học Đó không phải là sự thật Mà đó là hoàn toàn là những cái sự tuyên truyền dối trá Và Thật sự đó quý vị Để mà Thùy Dương có được một cái kiến thức tương đối không nhiều tạm để có thể chia sẻ được là thùy dương đọc sách thùy dương tìm kiếm tầm lâm hết cái lúc đó là quý vị biết thùy dương thắc mắc tầm lâm tà lăng thắc mắc đến nhức đầu luôn tại vì có những cái sao mà nó nó thế này nó thế kia nó thế nọ ờ tại sao việt nam cộng hòa giỏi vậy mà tại sao việt nam cộng hòa lại thua lúc đó mình đâu có biết được rằng là ở ừ, cái hiệp định paris ký rồi kissinger rồi lê đức thọ rồi trung cộng quá trời thứ của sao kia từ một cái người ở trong nước quý vị cái kiến thức lịch sử mù mờ hiểu không đúng đến khi mà ra nước ngoài để hiểu được cái nguồn cơn của mọi vấn đề 7 năm trời đối với thùy dương vừa học vừa làm vừa chăm con gia đình kinh tế giấy tờ rồi để hiểu cái lịch sử việt nam thôi đó là một điều hết sức là kinh khủng đó kinh khủng lắm cho nên nó nói gì mỹ đi vào việt nam xâm lược việt nam rồi nó nói là Mỹ ném bom Nhưng Mỹ ném bom khi nào Mỹ ném bom ở miền Bắc khi nào Nó không nói Nó đâu có nói rằng là cái tội ác của nó Thì Dương có quyển lược sử của quân lực Việt Nam Cộng Hòa Bự như thế này nè Dày như thế này nè Ghi rất là rõ Từng giai đoạn Từng giai đoạn từ giai đoạn năm 1960 trở đi là gần như là nó dựng nên cái mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Và gần như tháng nào của năm 1960 đến năm 1967 liên tục một tháng một lần hoặc là hai lần nó tấn công những điểm này nó tấn công những điểm kia nó chưa bao giờ nó để cho người dân miền nam được yên hết thùy dương nói cái này đúng không quý vị đúng không đúng thì nói đúng dùng cho thùy dương vậy người ta không nói được ở trong nước nhiều bác nhiều chú nói không được ở nước ngoài người ta nói được thì nó vô nó nói tấn công mấy thằng già này già sắp xuống lỗ tới nơi rồi mà còn căm thù còn thù hận còn thùy dương nhỏ tuổi hơn nói mày con nít con đôi thì biết gì nói đó là những cái luận điệu để nó làm cho người ta không nói về nó nữa nhưng mà cái miệng của thùy dương thùy dương nói tôi còn ước ao ông trời ông đẻ ra tôi mọc thêm nhiều cái đầu mỗi cái đầu thêm cái miệng nữa tôi nói hướng này tôi nói hướng này tôi nói, nói đằng trước tôi nói đằng sau Tôi còn hơn cái loa nữa Ở Việt Nam nó gắn loa quá trời phá quý viện nó gắn loa rất là nhiều Để nó tuyên truyền Nó la nó nhét vào trong đầu người ta Người ta sợ cái loa đó như sợ gì Nó vẫn ra rã sáng trưa chiều tối Cho nên thì Dương nó có cái miệng của thị Dương không có đủ Và mấy chục cái miệng của những người trẻ ở nước ngoài Cũng không có đủ giải quyết gì hết đó. Phải thêm nhiều cái miệng nữa Phải vượt qua cái sự sợ hãi Mình đúng mà, nó sai mà Năm 1960 Ở trong Việt Nam ở trong miền Nam anh dựng lên cái mặt trận chứ bây giờ anh đâu có còn cái cách nào để mà anh vào trong miền Nam được tại vì trong cái hiệp định Geneva đã nói rõ rồi mà cái hiệp định Geneva nói gì nói rằng là sau khi ký cái hiệp định này đó Pháp ký à Pháp với lại Hồ Chí Minh ký à là hả? hai bên á không có bên nào được xâm phạm vào bên nào nha ờ ký 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 thằng cộng sản mà nó cứ nó cứ ký vậy đó nó cứ hứa vậy đó nhưng mà cái chuyện nó làm nó đủ cái quỷ quyệt nó đủ cái mưu mô Ha. để nó vi phạm cái hiệp định đó mà quốc tế không thấy thì cho nên nó mới dựng lên cái mặt trận gọi là mặt trận giải phóng miền nam đó với cái lá cờ nào nó đâu có dùng cái lá cờ đỏ ngôi sao vàng dùng lộ sao cho nên nó phải vẽ ra một cái lá cờ nửa xanh nửa đỏ ngôi sao vàng cho nên có nhiều người việt chống cộng ở nước ngoài không đứng dưới lá cờ vàng mà đứng dưới lá cờ khác thì lập tức người ta sẽ sợ liền tại sợ là một ngày nào đó nó sẽ chơi cái trò giống y chang như vậy đó. nó dùng cái mặt trận À, dân tộc giải phóng miền Nam với cái lá cờ nửa xanh nửa đỏ hơn sao vàng. Tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 dẹp cha nó lá cờ nửa xanh nửa đỏ luôn, thay vào bằng lá, lá cờ đỏ. Cho nên các anh chị mà đứng dưới một cái lá cờ khác không đứng dưới lá cờ vàng thì bị người ta nghi ngờ là bởi vì nó đã xảy ra trong quá khứ rồi hen, đơn giản lắm. Thì nó dựng nên cái mặt trận mà mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam à, để nói với thế giới rằng ôi, ở trong miền Nam đó đó có cái mặt trận đó của người dân miền Nam nhưng mà không phải tụi nó không đó Đằng sau lưng là cái tuổi Bắc Cộng không đó <laughs> Có một vài cá nhân nổi bật ở ngoài Ví dụ như bà à, bà Dương à, dương Quỳnh Hoa Rồi Huỳnh à, Tấn Phát à, Vân vân ừ. Có một vài nhân vật đó đó Chứ còn ở đằng sau lưng là tụi nó không Cho nên sau cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó Khi mà nó lấy được miền Nam rồi Trời quơ tự nhiên đâu đó, Những cái vùng nông thôn đó, nó túa lên là toàn là giọng Bắc không à. Từ vùng nông thôn các tỉnh miền Tây tới miền Trung Là tụi nó không Nó tràn ra rất là đông Đông kinh khủng luôn Bình thường á là không thấy nó đâu hết trơn Nhưng mà cái ngày 30 tháng 4 xong là bắt đầu Nó nó, nổi lên Tại lúc này là là của nó rồi mà Nó cướp được rồi Còn bình thường nó đâu có nổi lên nhiều như vậy Nó làm ban đêm không à Nó không có hiện ban ngày Ban ngày ít lắm Ban ngày nó để cho người dân miền Nam Còn ban đêm là tụi nó Cho nên đến ngày 30 tháng 4 là tao nói Thùy Dương nghe kể nhiều lắm là từ vùng các cái tỉnh miền Tây đến Nha Trang, Vũng Tàu rồi nó trời giọng bắt không à quý vị, Bắt không luôn. Rồi bắt đầu là quý vị thấy lúc đó là bắt đầu nó tiến hành là 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 là, là, là đánh tư sản đó, rồi đổi tiền đó. Mà đánh tư sản là tụi nó không á. Rồi thầy giáo, những cái người mà làm giảng giáo viên là những người gọi là giáo sư mà gọi là ngày xưa đi dạy học á, người ta gọi là giáo sư. Thì nó thay hết. Nó thay người của nó ngoài đó vô đây nó dạy hết để mà sao chị để dạy cái tư tưởng Hồ Chí Minh và những người lính Việt Nam Cộng hòa bị bắt rồi trong tù nó trong đó nó cũng bắt người ta phải học cái tư tưởng hồ chí minh luôn cái thứ tư tưởng ở ngoài miền bắc đã làm cho người ta nghèo rồi làm cho người ta khổ rồi những cái người bộ đội của hồ đó những bộ đội bắt việt đó họ đi vào trong miền nam không phải là họ đi bằng cái cái sự tự nguyện họ không phải họ đi bằng cái ừ họ hiểu biết đúng cái bản chất của miền nam mà họ đi mà họ đi là bởi vì cộng sản đảng cộng sản việt nam nó tuyên truyền ha dưới cái sự lãnh đạo của hồ đó thì cái đảng Cộng sản ban tuyên giáo này kia nọ của Hồ đó tuyên truyền gì? Người miền Nam rất là khổ. Đó, người miền Nam khổ lắm. Và miền Nam thì bị Mỹ xâm lược, nó tuyên truyền đủ kiểu mà. Cho nên là phải đi vào miền Nam. Và bên cạnh đó, ở ngoài miền miền Bắc thì đói. Nếu các anh không đi vào trong miền Nam để giải phóng người dân miền Nam, thì ở ngoài đây các anh không có, gia đình của các anh không có gạo để ăn. Quần áo của các anh không có quần áo để mặc Chừng nào các anh đi vào trong miền Nam đi Gia đình của anh sẽ có đủ quần áo dạy dốc Có gạo đủ để ăn Còn các anh không đi là các anh bị đói Nó dùng đủ thứ hết Và nếu như gia đình đó có con mà không đi lính Không đi bộ đội đó Thì bị trù dập, bị nói xấu Không có trách nhiệm, không yêu nước Nó dùng đủ chiêu trò hết Rồi nó xét đạo đức hạnh kiểm gì đâu Tùm lum ở ngoài đó Đừng có nói là Tùy Dương còn nhỏ Sách vở viết đó đọc đọc đi mà trong nước đâu có được đọc vì vậy cho nên là buộc lòng họ phải đi vào trong Nam. Họ bị đẩy vào trong Nam chứ họ không phải đi là bởi vì họ hiểu, họ được phép hiểu đúng tình hình cái hoàn cảnh của miền Nam. Họ đi vào trong miền Nam bởi cái sự tuyên truyền tầm bậy, cái sự tuyên truyền xạo của cái Đảng Cộng sản Việt Nam, cho nên họ đi vào miền Nam. Họ không hề biết gì, thì cái người mà đến ngày hôm nay vẫn còn sống mà thằng Cộng sản Việt Nam nó mong chờ người đó chết. Đó là ai? Đó là nhà văn Dương Thu Hương Thì Dương có làm video nói về nhà văn Dương Thu Hương Và sự tấn công của dư luận viên đó Nó rất là sợ bà Tại vì sao? Bà là con người Cộng sản Là nhà văn của Cộng sản Bà biết rất là rõ Về cái đường đi, nước bước, cái chiêu trò Và cái sự tuyên truyền Và bà đã bật khóc Khi bà cùng với là bộ đội bắt diệt đi vào trong Nam Để mà tiếp quản Bà đã quỷ gói bà nói là nền văn minh này đã bị hủy diệt bởi cái gì cái sự rừng rú của cái đảng cộng sản bà nói một câu nói rất là hay hay lắm cộng sản nó sợ bà nó nói rằng là cả cuộc đời không có quê hương chết không có mồ chôn chết đi con già này là con già nọ nó tấn công tại vì sao những người này nắm trong tay cái sự thật về cái chế độ mà những ai mà biết về cái chế độ của nó nó sợ và nó nguyền rủa nó tấn công bằng mọi cách và cái là ở đây nó sợ cái sự thật ở đâu? Phía Việt Nam Cộng Hòa. Ở tại Việt Nam, sách lịch sử nói về Việt Nam Cộng Hòa bao nhiêu phần trăm so với Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh? Bao nhiêu phần trăm? Quý vị các bạn trẻ biết đúng không? Rất là ít. Là bởi vì sao? Nếu như viết nhiều về Việt Nam Cộng Hòa, lộ ra cái xấu của nó. Thời Việt Nam Cộng Hòa, từ sau ngày ký cái hiệp định Geneva 20 tháng 7 năm 1954, dưới cái sự quản lý lãnh đạo của cố tổng thống lúc đó là thủ tướng Ngô Đình Diệm và sau đó là tổng thống Ngô Đình Diệm thì đời sống của người dân miền Nam đã có những cái bước chuyển mình. Những cái sự nỗ lực cố gắng của cố tổng thống Ngô Đình Diệm đã làm cho thế giới phải ngạc nhiên rằng không tưởng tượng được trong cái hoàn cảnh đất nước Việt Nam loạn ly như vậy, rối như tơ vò như vậy mà cố tổng thống Ngô Đình Diệm đã có thể làm nên một bộ mặt mới cho Nam Việt Nam. Cái lượng gạo xuất cảng đi thế giới gần như đứng đầu, mang lại một cái nguồn lợi tức rất là lớn cho ngân sách của quốc gia lúc đó. Người dân ở tại Việt Nam, ở tại Nam Việt Nam, họ được tự do trồng trọt, tự do kinh doanh, canh tác. Họ có tài năng tới đâu họ phát triển tới đó và ai giỏi được đi du học và đi du học họ mang những cái hay đi về Việt Nam. Thời của cố tổng thống Ngô Đình Diệm và thời của đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa không có người đi xuất khẩu lao động như bây giờ. Dưới cái thời đó học sinh đi học được uống sữa, được ăn bánh mì, giáo dục miễn phí, có nhà thường, những người dân nghèo họ đến nhà thương để họ điều trị miễn phí còn ngày hôm nay người nghèo người giàu gì vô là cứ móc túi thẳng tay cho ta nó khác hoàn toàn bây giờ thì dương nói thật sự ra là thì dương nói nhiều rồi ha thì dương nói rất là nhiều bây giờ các bạn cứ chịu khó đi hỏi người lớn mà nếu các bạn nói chị ơi chị sẵn chị nói chị nói luôn đi các bạn ghi xuống cho tôi tôi sẽ nói tiếp tại vì tôi nói cái này là nói là không biết bao nhiêu lần rồi không biết bao nhiêu ngàn lần rồi tôi lặp tới lặp lui lặp tới lặp lui nó nó tôi sợ các bạn ngán thôi thì dưới thời việt nam cộng hòa người dân sống trong cái sự ấm no và người trẻ không phải đi xuất cảnh như bây giờ không đi xuất khẩu lao động như bây giờ cái sự thật ở ở việt nam cộng hòa sẽ được làm rõ làm sáng tỏ nếu như cộng sản việt nam nó dám để cho người ta đưa những cái sách vở ở nước ngoài về Việt Nam để cho các bạn trẻ đọc thì khi một bên chúng ta sẽ biết được cái bên nào hơn bên nào, đúng không quý vị? Giống như là bây giờ chúng ta chúng ta so sánh thì ví dụ như ví dụ quý vị mua hai con cá đi. Chúng ta mới so sánh được con nào nhẹ hơn con nào, con nào nặng hơn chứ có một con sao mình so sánh, phải không? Bây giờ mình mua hai con 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 cá lóc đi. Mình phải bỏ lên bàn cân mình cân. Mình nhìn vô cái 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 kim của cây cân á thì mình mới biết được a à, con cá bên trái nó nhẹ hơn hay là con cá bên phải nó nhẹ hơn bây giờ cộng sản ở việt nam á nó cứ chửi việt nam cộng hòa nó nói việt nam cộng hòa là xấu bây giờ cho người việt ở trong nước á họ nói sự thật đi ha cho sách vở mà nói về lịch sử việt nam sự thật á đặt song song với lại sách vở mà cộng sản nó viết đi thì lúc này nó mới gọi là công bằng chưa anh cấm người ta anh không cho người ta đọc sách vở, anh cấm người ta anh không cho người ta nói sự thật. Để người ta nói những điều anh tuyên truyền thôi, để người ta đọc những cái quyển sách cho anh viết thôi. Thì lấy gì người ta so sánh, lấy gì người ta biết sự thật? Cho nên người trẻ trong nước, họ chỉ biết những cái mà cộng sản cho họ biết mà thôi. Họ bị thiếu đi những cái sự thật mà cộng sản giấu rồi. Thiếu rồi. Các bạn không biết sự thật, các bạn không hiểu đúng sự thật. Không phải vì Không phải vì cái lịch sử nó giống như cộng sản nó viết mà là vì cộng sản nó không cho các bạn biết cái sự thật mà cái sự thật đó gây hại cho thằng cộng sản cái sự thật đó có lợi cho người dân việt nam nhưng nó bất lợi cho cái chế độ bây giờ nó phải làm sao để cho cái sự thật lịch sử nó gom lại làm một thì cho dù người việt ra nước ngoài hay là người việt ở trong nước người trẻ sinh ra sau này hay là những lớp chú bác ngày trước đều có chung một lịch sử thì làm sao anh chị cái xã hội nó mới đi tới được còn ngày hôm nay á ở tại việt nam dưới cái chế độ cộng sản sự nó viết một đường cái sự thật nó ở một cái nẻo khác rồi cái tuổi trẻ việt nam nó hiểu sai cái sự theo cái nẻo của cộng sản rồi cái người trẻ cái người ở nước ngoài họ hiểu theo cái hướng khác thì họ đi như vậy hoài nè làm sao họ gặp nhau điểm chung rồi họ đi tới được đi vậy hoài nè càng đi càng xa càng đi càng xa rồi làm sao hòa hợp sao hòa giải không thể nào hòa hợp hòa giải được cứ chống nhau miết vậy đất nước việt nam không đoàn kết mà thì dương cứ hỏi là tại sao nó phải làm như vậy cái vấn đề nằm ở đây nè thật sự những người lãnh đạo việt nam họ là ai có phải là người việt nam không và cái vận mệnh đất nước việt nam đang như thế nào chứ còn mà nếu mà người ta thật sự yêu thương đất nước người ta sẽ làm cho sách lịch sử là một để cho ở nước ngoài với trong nước giống nhau tuổi trẻ ở trong nước ngoài nước có cái lịch sử chung giống nhau họ là người việt có một cái nguồn gốc có một cái nguồn cội có một lịch sử giống nhau ở người trẻ ở nước ngoài thì hiểu lịch sử một hướng khác người trẻ trong nước học lịch sử một hướng khác đó và thùy dương nói là một lần nữa là một người trẻ sinh ra và lớn lên với mái trường xã hội chủ nghĩa và thùy dương 32 năm trời thùy dương thấy cái lá cờ đỏ ngôi sao vàng nhưng mà đến ngày hôm nay thì Dương chọn cái lá cờ này để Thùy Dương đứng bên cạnh. Thì có nghĩa là sao quý vị? thì Dương đã tìm hiểu ra được cái sự thật nó nằm ở đâu. Cái lá cờ này không phải là cái lá cờ phản dân hại nước. Cái lá cờ của tự do và cố tổng thống Ngô Đình Diệm, người yêu thương Việt Nam. Đã đứng dưới lá cờ này Và người dân miền Nam Họ đã đứng dưới lá cờ này Họ hãnh diện biết bao nhiêu khi mỗi lần mà Tết đến xuân về. Họ lấy lá cờ ra, họ ủi. Họ ủi cho thẳng. Rồi họ treo lên với một cái niềm hãnh diện tự hào. Chứ không phải là cái lá cờ đỏ mà còn để cắm cái đống rác cũng cắm. Đem vô ba vũ trường, rồi cái lá cờ đỏ ngôi sao vàng, gắn hình sao vàng làm cái quần lót cái áo ngực màu đỏ mặc lên đây. Cái lá cờ thể hiện cái sự gì trang nghiêm của một quốc gia một dân tộc một cái biểu tượng mà không thể nào cũng đặt đầu đặt cũng để đầu để ha và cái chuyện mà cô bé người úc gốc việt bị tấn công nếu như cô ta không phải sinh ra trong một cái gia đình gốc việt nam cộng hòa thì cô ta sẽ không có đến nổi nhưng mà là bởi vì nó biết được quý vị thấy ghê không một cái cô bé như vậy mà nó truy nó truy ra nó biết được đây là gia đình gốc chống cộng trong nhà có lá cờ vàng ba sọc đỏ thì sao quý vị ở tại bên nước úc cộng sản nó rất là đông đông và hàng ngày nó đang quấy phá bên đó đó cho nên thì dương nói là cái cộng đồng của chúng ta mà không mạnh không đoàn kết thì nó nó qua nó sẽ gì dăng cờ đỏ khắp nơi tại tụi nó có sẵn ở bển rồi nó quậy phá tùm lum ở bển á ha cho nên cái truyền thông nó rất là quan trọng Hãy ai nắm được truyền thông là nắm được sức mạnh Cho nên Thùy Dương khuyên Và mong rằng những người trẻ giống như là Thùy Dương Chúng ta mạnh dạn chúng ta sử dụng truyền thông Lúc ban đầu á Chúng ta làm truyền thông ít người xem Đừng có đừng có buồn Cứ lên tiếng đi sẽ có người chú ý tới mình Người ta sẽ ủng hộ mình bằng mọi cách Như Thùy Dương cũng vậy Ngày xưa làm Youtube trời đất ơi Mỗi cái video lên đưa đăng lên có vài chục người xem chứ nhiêu nó tùy theo cái đề tài nữa cái đề tài này là cái đề tài nhạy cảm Nhưng mà mình sự thật mình chân chính Thì mình cứ làm Mình cứ nói sự thật để, để cho số đông người ta nhận thức Người ta biết được Để người ta làm nên một cái sự thay đổi ha. Nhớ nha Cái lá cờ vàng lá cờ của tự do Cái lá cờ đỏ cái lá cờ của gì Mất đi nhân quyền Cái quyền con người tại Việt Nam mất sạch Cho nên chúng ta đừng có cầm tới đó nữa Để nó qua một bên đó, quý vị rồi, thì Dương cảm ơn quý vị. Hãy ủng hộ Thùy Dương bằng một cái like để giúp Youtube đề xuất đích đến nhiều người xem hơn. Và nếu quý vị chưa nhấn ghi danh kênh thì hãy nhấn ghi danh để theo dõi những video tiếp theo của Thùy Dương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.